Tiếp tục cùng đôi khăn nào. Cắm nhau đi. Cắm nhau đi. Còn này hình như càng vào càng sâu chúng nó cái kỹ năng ôm càng tốt hơn. Bên kia đông không? Đây nghỉ nhá. Đề nghị những đôi còn lại, mỗi nam và nữ thì các bạn nam kéo lại thắt lưng đi. Đề nghị các đôi còn một nam một nữ. Bởi vì cái này rất nguy hiểm. Để chúng ta ôm nhau lâu hơn một chút là cực kỳ nguy hiểm. 4 rồi. Tất cả các cái cơ mà một người đàn ông cần phải dùng ấy, anh lẻ anh ấy dùng sạch. Anh ấy gồng kinh lắm. Nhưng mà được cái cô này, cô rất tâm lý. Có nghĩa là gì ạ? Cô ấy không ngả hết đâu, mà cô ấy chống. Chống. Mọi giác quan đều được kích thích đúng không? Trên phỏng vấn cảm giác của người phụ nữ trong cái giây phút người đàn ông lẫn người phụ nữ đều dùng hết tất cả những cái sinh lực của mình. Cảm thấy sao em? Lúc đấy em chẳng nghĩ gì cả. Không còn chơi nào để nghĩ nữa. Dùng hết vậy sao bị tha được không cái gì? Không biết đây là nạn nhân hay là thủ phạm. Có cảm giác gì không bạn? Em có cảm giác mình là người chết. Bố anh ngày xưa kế mẹ anh cũng nói câu đấy. Chúc mừng đôi chiến thắng và đôi này sẽ về lớp và nhận quà của cô Hồ Huyền. Nhưng bây giờ sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ cô Hồ Huyền lên tặng trước đâu ạ. Xin mời cô Huyền lên tặng.